Sáng nay 6 tháng 6, sau hơn 120 phút làm bài, hơn 98.000 học sinh thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành bài thi môn ngữ văn, môn thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 năm 2024. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều em tỏ ra tự tin với bài làm, kỳ vọng sẽ được điểm 8. Em nghĩ là nó dễ, tại vì cho thơ tự do, muốn bài nào cũng được, cho nên là học sơ qua thì vẫn làm được. Em làm được, em không có trúng tủ nhưng mà em học hết rồi nên là em làm được. Tầm 7-8 trở lên. Em thấy đề cũng khá là ổn so với em. Thấy đề cũng trong tầm của học sinh. Em thấy đề nghị luận xã hội dễ hơn. Và đề nghị luận văn học thì nó cũng ấn định sẵn nên là cũng dễ cho học sinh hơn. Dạ là đề nó cũng dễ. Nghị luận văn học thì em chọn đề 1. Tại vì cái đề 1 thì em học nó kỹ hơn, với lại mấy cái đề đó thì giáo viên em ôn kỹ về cái tình cảm bé Thu dành cho cha. Còn đề 2 thì là đồng chí, thì cái phần cuối đó là kiểu dành cho học sinh giỏi nên là em không có ôn cái chỗ đó. Chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngoại ngữ. Đến sáng mai 7 tháng 6, thí sinh dự thi môn toán và môn chuyên. Báo cáo nhanh của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay cho thấy có 263 thí sinh không đến dự thi môn ngữ văn.